Thưa các bạn, khủng long thống trị trái đất tận hơn 200 triệu năm trước. Nhưng nhờ khoa học và sự sáng tạo của con người, chúng ta đã chẳng xa lạ gì với những loại khủng long có kích thước khổng lồ và ngoại hình kinh dị. Một số loài ăn thịt, số khác thì ăn cỏ, nhưng đều đáng sợ như nhau. Từ một số nghiên cứu bí hiểm về loài chim và sự phát triển của khoa học, có người tin rằng khủng long rất có thể đang sống đâu đó trên thế giới hiện đại. Ta thử khám phá bí ẩn này với 5 loài khủng long được bắt gặp trên camera và được phát hiện trong cuộc sống thực. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Số 5, Gallimimus được ghi lại trên camera nhìn xuyên đêm. Người ta đã chụp được những con khủng long trong rừng tại thành phố Mexico. Họ tin rằng loài khủng long này là Gallimimus, một loài đà điểu bò sát, không có răng, mắt to và đuôi dài, nhanh và rất thông minh. Loài này dành cả ngày để ăn rau cỏ và lảng tránh những kẻ săn mồi. Ý nghĩ cho rằng một con Gallimimus đang lẩn quẩn trong rừng tại Mexico quả thật là ngoài sức tưởng tượng và làm dấy lên vô vàn lý thuyết. Bạn có nghĩ họ nên mở ngay một công viên khủng long tại Mexico không? Số 4. Một con raptor ẩn mình trong đám cỏ. Loài Velociraptor trong camera này đã làm bùng nổ lên ý tưởng rằng đây chính là bằng chứng sống cho việc khủng long đang tồn tại trên trái đất ngày nay. Vì kích thước của nó tương đương với một con raptor, tức là hóa thạch loài raptor được tìm thấy tại Mông Cổ và sa mạc Gobi. Cánh khoa học gia có người tin chắc chắn rằng đoạn video này chiếu cảnh một con Velociraptor thật đang ẩn mình trong đám cỏ. Liệu con vật trong đoạn phim này có đúng là loài từng sống cách đây hàng trăm triệu năm không? Số 3. Một con raptor đang chạy. Đây là một con khủng long già khổng lồ và hãy xem, chú đang chạy thẳng đến camera. Trong đoạn clip quay bằng camera nhìn xuyên đêm, bạn sẽ thấy hình như là ở một khu rừng Bắc Mỹ. Trông có vẻ như con khủng long này đang săn mồi và tiếp cận máy quay. Nhưng cũng có thể nó đang chạy trốn một con săn mồi khác to hơn đang tấn công nó. Số 2. Con khủng long ở trong hang. Không phải chỉ có vào rừng thì mới tóm được một chú khủng long bằng xương bằng thịt. Mùa thu năm 2016, một bác phó nháy lên kế hoạch cuốc bộ qua nhiều vùng rừng núi nước Mỹ và quyết định sẽ ghi hình lại chuyến đi của mình. Ông ta khó mà ngờ rằng đoạn phim của mình khi tung lên mạng lại trở thành đề tài tranh luận cho nhiều nhà giả thuyết về việc làm rõ giả thuyết tuyệt chủng của loài khủng long. Khi nhà thám hiểm của chúng ta đến một hang động tại Florida thì tình cờ thấy một Velociraptor lao nhanh và mạnh qua ống kính máy ảnh. Đoạn phim tài liệu chấn động này sau này đã lôi kéo nhiều nhà động vật học đến tham quan cái hang đấy, nhưng có những cái chỉ tình cờ mới thấy được, vậy nên họ đều không có cơ hội. Và cuối cùng là số 1, khủng long đuôi ba răng. Con khủng long trong video này rất đáng chú ý, không chỉ vì nó là khủng long. Có chuyên gia xem đoạn phim nói rằng nó không giống bất kỳ con khủng long nào họ từng biết. Con vật được thu hình là một loài thú đuôi có ba răng, vốn vẫn luôn làm các nhà sinh vật học biển bối rối. Có người còn khẳng định rằng đoạn clip này thực ra chỉ ghi hình một con sư tử biển bình thường. Nhưng chỗ khác lại nói không thể có sự giống nhau đến thế. Và đoạn phim có thể chính là bằng chứng cho việc sinh sống của khủng long trong thời đại của chúng ta. Trên đây là video 5 loài khủng long được bắt gặp trên camera và phát hiện trong đời sống thực. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.